chào mừng quý vị của chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh đeo mười tv hỡi ơi nghe qua như xét đánh ngang tay quý vị ơi bởi vậy xong cận tết ta nói uh, không hiểu uh, sao ông thiên lo ông ghé hoài em hỏi quý vị nè bây giờ cuối năm thí dụ như ông thần tài ông ghé hay là ví dụ như uh, nói chung là ông phúc lộc thọ ông ghé ông ghé nhà mình thì coi như là mình mừng đi mà ông thiên lo ông ghé nhà là coi coi như là hết vui nha quý vị ra hết vui mà bây giờ cái căn nhà này nè nếu như mà căn nhà này không đặt ở ở bên mỹ không cái hộ gia đình này mà không sống bên mỹ mà cái hộ gia đình này mà nếu mà chuyển chuyển về bên việt nam mà ở dưới quê á nha ở dưới quê miền tây sông nước hữu tình là nói vậy là bảo đảm căn nhà này của cái hộ gia đình này nè đã nó nằm ở trong cái khu mà khu phố văn hóa đó bây giờ ở việt nam là nó hay có cái vụ là khu phố văn hóa hẻm văn hóa đó thì cái căn nhà này chắc là nếu mà ở bên Việt Nam á Ngoài cái chuyện là khu phố văn hóa Thì căn nhà này cũng thuộc dạng là căn nhà văn hóa Kế hoạch hóa gia đình chuẩn chuẩn mực luôn quý vị Bây giờ là một gia đình mà có hai đứa con Dù gái hay trai thì chỉ hai là đủ Đó em nói quý vị hoài là cái câu đó Bây giờ ở bên Việt Nam mà là dù gái hay trai chỉ hai là đủ nha quý vị nha Để đẻ ba đứa nuông nổ gì ơi Bây giờ đẻ một đứa là còng cái lưng Mà bị đẻ hai đứa là đi rụm khụm Mà giờ đẻ ba đứa là hết đi luôn bại sự đuổi nên thành ra là bây giờ là dù gái hay trai là chỉ hai là vừa đừng có nhiều hơn đúng quý vậy thì mình nói tới đây thì bắt đầu mình kể cái sự tích mà ông thiên lôi ông ghé cái, cái, hộ gia đình này thì cái cái câu chuyện gì nó xảy ra mà nếu mười nói là ông thiên lôi ông ghé thì bây giờ á, em nói gì nghe là quải cả trưởng thí dụ ông thiên lôi ông ghé mà ông đánh bầm 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 thì ok đi cái đó mình mình thí dụ như nhà mình mà có cái cột mà thu sống á, thì ok nó còn đỡ mình không ảnh hưởng gì nhưng mà cái này là ông thiên lôi ổng xét đánh ngang tay mà xét đánh vô hình né không được quý vị ơi bây giờ không có biết cánh sao né hết trơn á mà bây giờ là 36 kế chạy là thượng sách chưa bắt giới nói vậy nhưng mà bây giờ cô không biết chạy đâu chạy đâu cho khỏi thiên lôi quý vị cái câu chuyện ngày hôm nay nó bắt đầu là như thế này Cái hộ gia đình này là ở bên Mỹ Gọi là cái bà vợ này nè, cái chị vợ này nè Năm nay là chỉ 39 tuổi Thì cái tuổi này là còn trẻ quá trời ơi, Quá trời đất ơi quý vị ơi Tuổi này là ok nha, tuổi này con gái là à, phụ nữ Bây giờ cái tuổi này là không gọi là con gái nữa Tuổi này là thành là phụ nãy rồi Nhưng mà cái tuổi này là thuộc dạng... Uh giống như là căng tràn nhựa sống đó bây giờ là đẻ hai con nhưng mà 39 tuổi vẫn còn rất là mân mở mân mở nha chứ không phải chứ đừng coi thường 39 tuổi thì nghĩ là giống như là bây giờ là bèo dạt mây trôi nha chưa chắc nha quý vị nha bây giờ là phụ nữ 39 tuổi xanh rồi nhưng mà nhìn tướng nhìn phọt nhìn phiết còn rất là ngon nhìn cái phọt là nghe muốn nhìn nhìn cái phọt của cái người phụ nữ mà xanh hai con bây giờ ấy nha thời đại 4.0 bây giờ ấy nha phụ nữ mà xanh hai con nhìn vô cái phọt là muốn phọt nước miếng ra luôn tại vì cái tướng còn ngon lắm quý vị đó là nêu 10 nói cái đó là nói trung thực đó tình tiết trung thực diễn tả trung thực bây giờ giống như là quý vị mình ở nhà mà có tivi mà 3 d 4 d đó mình coi thí dụ vậy mình đeo mắt kiến 3 d 4 d vô mình coi nhưng mà cái đó quý vị chỉ có sướng con mắt thôi còn bây giờ là nêu mười nói chuyện theo kiểu như là âm thanh 3 d 4 d là quý vị sướng thêm cái lỗ tai nữa bây giờ nếu mười muốn kể quý vị nghe câu chuyện là cái chị linh này là coi như chỉ lấy cái ông chồng hồi lúc đầu á là hai người gặp nhau bên mỹ đó yêu đương với nhau nói chung là cả hai đều học hành ở bên đó học đại học bên đó rồi gặp nhau bên đó luôn gia đình ở bên đó luôn thì à, hai người kết model với nhau quý vị thì cái chị linh này lấy cái anh này lúc mà yêu nhau á thì thật sự mà nói á nếu mà gọi là yêu mà tìm hiểu lâu thì chưa nha chưa chưa hề tại vì á cái cơ cái cơ, cơ duyên mà hai người quen nhau vậy chị linh chỉ kể á, là tôi tôi chỉ á, gặp cái anh chồng của chị á nói chung là chị linh lớn hơn nêu mười thì thôi nêu mười kêu bằng chị nha thì chị linh gặp cái anh chồng của chị là hai người gặp nhau á là không phải học chung trường cả hai đều học đàng hoàng học lên tới đại học mà hai người học hai trường khác nhau nhưng mà hai cái bà mẹ đó là chơi chung à hai bà mẹ là hai người việt chơi trong giống như những cái nhóm mà người việt với nhau á thì hai cái bà hai bà hai bà mẹ hai bên à thường hay đi chơi thì nói thiệt quý vị nha ở ở bên mỹ ở bên nước ngoài nói chung nước nào cũng vậy trơn á bây giờ là coi như uh, bà này chơi bà kia thì hay cái vụ là giống như là gắn ghép gắn ghép thí dụ như thấy ừ con anh chị cỡ cỡ sắp sắp tuổi con của tôi à, hai đứa mình làm bạn bè vui quá tuổi bà hợp gơ hợp cả bây giờ cho hai đứa nó kết vô tuổi bà làm xui là thận bườm xui gió luôn đúng không quý vị là ngon lành luôn bây giờ mình là bạn ở mốt mình làm làm xui giá nhau vui luôn thì bây giờ là cái hoàn cảnh chị Linh là y vậy đó Thì là hai bà mẹ chơi với nhau Thì hồi nào giờ đó là cái anh con trai á, Cũng hay đưa cái bà mẹ bên kia đi Rồi cái chị Linh cũng đưa má chị Linh đi Thì giống như là nhiều khi á, cũng hay đi chơi Hai bà má đi chơi dẫn theo hai đứa con này nè Đi 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 Thì đi hoài Đó đi hoài là hai người mới phát sinh tình cảm Hai bà má cứ gán 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 gán, gán vô hoài Thì có ngày nó cũng phát sinh tình cảm thì uh, sau khi mà cưới nhau nói chung là kéo dài như vậy nha quý vị là hồi đầu là chỉ là đi chung với má rồi đi chơi hai bên là có nhau như bạn bè tại vì học cỡ học bằng tuổi nhau, học học đồ này kia, đại học đại học, đồ có nhiều cái vấn đề nó hợp nhau thì nói chuyện về cái việc học rồi nói chuyện về uh, lối sống rồi cái cách gu ăn chơi thôi. Chứ hai người chưa có phải là yêu đương nhưng mà tại vì tới khi mà hai đứa ra trường rồi, hai bà mẹ mới mới mới, mới cáp vô cái chuyện là bây giờ cưới đi, cưới đi, cưới đi thì hai đứa lúc đó mới bắt đầu là anh anh cái anh con trai đó con của cái bà kia đó mới chịu mới chịu là anh chồng chị đó mới chịu cưới chị thì để đưa mọi già chuyện cho quý vị nghe thì sau khi mà chị linh chị mới kể là bây giờ là chị lấy cái anh đó hai người lấy nhau về rồi sống rồi hai bà má mới kết lại nhau là bây giờ thôi mua căn nhà cho hai đứa nó ở tôi 50, bà 50 đó quý vị thấy ngon lành không bây giờ hai bà xui hai bà hai bà một bên bà già chồng với một bên là mẹ ruột hai bà là chơi thân nhau nên là bây giờ hai bà mới hùng nhau là mua căn nhà cho hai đứa nó đi à, tôi 50 bà 50 tại vì thí dụ như căn nhà này cho hai nó làm giống như là làm xính lễ cho hai đứa con mình nó có an cư lạc nghiệp rồi mai mốt á thí dụ như hai đứa nó mà đi làm rồi đó, có thu nhập dư giả rồi đó, tụi nó muốn trả lợi cho mình thì trả còn nếu không trả là thôi coi như mình cho đó giống mình cho con cái mình cho nó giống như là làm của để tụi nó có cái nơi có cái nhà nhà yên ổn ở rồi xây dựng tổ ấm tụi nó thì mình cũng mừng thì sau khi mua căn nhà hai bà má là người cho tiền nhưng mà đứng tên á thì là chồng đứng tên thì uh, chị này chỉ mới nói là chồng của chị rất là giỏi nha mặc dù là chỉ ra trường chị cũng đi làm nhưng mà cái công việc của chị là làm văn phòng thôi vị bình thường thôi nhưng mà chồng của chị là làm kỹ sư rồi nha chồng chị là chuyên gia làm kỹ sư mà thiết kế uh, mấy căn nhà cho người ta đồ này kia đó gì bản vẽ mấy căn hộ căn nhà cho người ta thiết kế phòng ốc đó cái kiểu đó thì bây giờ á chồng chỉ đi làm ở đó trong thời gian đó đó thì chỉ sau khi ra trường nhà chị cũng đi làm thời gian thì chỉ có con hai vợ chồng sống tới nhau à, sống với nhau tới giờ là năm năm sau khi cưới chị đã sanh cho cái anh chồng của chị đã được hai đứa con à, bây giờ là sanh được hai đứa con gái nhở gì thì à, bây giờ là coi như là chị cũng mới quay trở lại công việc chỉ mới đi làm lại khoảng độ năm nay thôi là chỉ mới quay trở lại đi làm thôi là hai đứa con chỉ là đứa nhỏ đó chỉ gửi cho bà má của chị chăm có khi gửi cho bà ngoại rồi hôm nào bà ngoại bận thì gửi cho bà nội cứ vậy đó thì cái đứa nhỏ là gửi cho hai bà chăm giùm còn cái đứa lớn thì nó đi học à, thì bây giờ là công việc chỉ mới quay trở lại cái guồng đi làm trở lại là được khoảng độ năm nay thôi chồng của chị thì chỉ kể là ông chồng chỉ là làm cái nghề kỹ sư đúng không một thời gian làm thì bây giờ là năm sáu năm rồi ông chồng chỉ bây giờ giống như là tiền bạc rủng rỉnh rồi chồng chỉ mới mua xe xịn cho chị chạy trời ơi chị chỉ nói là nói chung là về tiền bạc chỉ không khỏe re hả quý vị chỉ khỏe ru bà rù tại vì bây giờ chỉ đi làm công việc văn phòng ở bên đó là cũng ok lương rồi thu nhập cũng tốt nè chế độ bảo hiểm phúc lợi được ok luôn rồi chồng chỉ thì đi làm cái nghề đó mà chồng chỉ còn nhận thêm thí dụ nhận thêm làm tư nhân bên ngoài ví dụ như không làm cho công ty thì nhận thêm những cái dự án bên ngoài ví dụ như dự án lẻ tẻ lẻ tẻ bên ngoài người ta thuê mình giống như là ừ, em thiết kế cho chị thì chị tính tiền cho em thí dụ một cái bản vẽ thiết kế thì bao nhiêu tiền người ta trả cho mình cái bản vẽ quý vị giống như là tiền tiền mình tiền công mình vẽ mình thiết kế cho người ta đó thì cái anh chồng của chị là nhận làm như vậy nữa thành ra là có thể là làm kiếm thêm bởi vậy cho nên là anh chồng của chị chỉ nói là nhiều khi nhiều đêm liên tục chồng chỉ cả tuần lễ 10 ngày luôn có khi là gần cả tháng trời hai chồng không có sinh hoạt vợ chồng từ ngày mà đẻ cái đứa sau đó đẻ đứa sau á nay là đứa sau nó được 2 tuổi đó là coi như là chồng chỉ không có ở với chị tức là nhiều khi chỉ nói hai tháng 3 tháng vợ chồng hoạt động có được khoảng độ là bổ động 1 tháng chắc được 1 lần à đó quý vị thấy coi chịu đời thấu không một tháng có một lần bây giờ một tháng là coi như là em cứ tính trung bình là một tuần 7 ngày một tháng là 28 ngày em cứ cứ bổ động vậy đi một tám một tháng 28 ngày mà chỉ hoạt động có một ngày thôi 27 ngày kia là lóc đau quý vị ơi mà bây giờ em hỏi quý vị là bây giờ là treo giò như vậy thà là cái giò mình nó bại sụi đuổi thì mình treo không nói còn đằng này là mình vẫn còn hoạt động rất là ok à, dầu dầu nhớt bôi trơn đồ rất là ok ổn áp mà bây giờ là coi như dầu nhớt rồi máy móc rồi chạy linh kiện đồ chạy ổn áp lắm mà bây giờ ổng không chịu chạy chẳng lẽ nào ổng đợi mình già rồi máy móc nó cà trật cà vụt cà trật cà thì lúc đó ổng đòi chạy mình chạy đâu có nổi nữa đâu quý vị thì chị linh chỉ mới nói tức cái mình với ổng đó bây giờ là máy móc rồi chạy ok ổn áp coi như, coi như là dầu nhớt là cứ đều 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 dầu nhớt nó vẫn cứ ổn áp luôn mà thằng chồng chỉ có mỗi thằng chồng là không ổn áp thôi nha cái gì cũng ổn áp chỉ có thằng chồng không ổn áp thì bây giờ cái ông chồng này á mặc dù ổng không có đáp ứng được đầy đủ cái chuyện kia nhưng mà bù lại là tiền bạc là ta nói ăn cho sập cái mặt cũng chưa hết tiền Gọi là giống như là do cho vợ ăn xài shopping đồ hiệu đồ ngon lành ngon lành nha quý vị nha rồi nhà đó thì căn nhà đó là đâu có trả góp gì đâu căn nhà đó coi như là toàn phần tiền của hai bà má cho rồi hai vợ chồng không có góp giết gì hết trơn á không có vay rồi ông chồng mà mua xe hơi xịn cho chạy nữa thành ra là chỉ nói là nói về cái cuộc sống của chị á là coi như đi làm á mà ai nhìn vô cũng trầm trồ ngay cả cái tụi Tây á, cái tụi mà châu Âu nó làm chung ở trong công ty á mà nó nó nghe nghe chị giống như là nó nó làm lâu chung nhau á nó biết được cái gia gia thế của chị, gia cảnh của chị hiện tại sống rất là sướng vậy á. Tụi nó còn ngưỡng mộ, tụi nó nhiều khi còn đố kỵ với chị nữa đó quý vị chứ không phải là đơn giản đâu, đừng tưởng là Việt Nam mà người ta với ta nó mới đố kỵ không có đâu tây với ta cũng đố kỵ như nhau. Nói chung là lòng dạ đàn bầu thì nói chung là đàn đàn tỳ bà với đàn bầu nó hay vậy lắm quý vị ơi. Thì bây giờ là chị mới nói là coi như là cuộc sống của chị bên ngoài là ai cũng khen. 10 người là hết là 11, 12 người khen. Hai người còn lại là hai người đó là camera chạy bằng cơm nha, còn 10 người kia là 10 người camera chạy công khai. Thì coi như là chỉ nói là 10 người là hết 12 người khen chỉ Là sướng quá sướng quá à, Cầu được ước thấy Tao ước gì mà phải chi mà tao tu tu kiếp này sao mà có được tấm chồng như mày sướng mày rồi được kia bạn bè chỉ ai cũng khen ca ngợi chỉ nha Thì chị chỉ cũng nghĩ một đầu thôi kệ đi ổng không đáp ứng được mình cái này nhưng mà bù lại ổng cho mình ngập mặt cái khác đúng không quý vị Thì phụ nữ mình nó thiết thực ví dụ như phụ nữ mình có cái tư duy thiết thực thì nó khác rồi nha Thí dụ như mình không có ảo mộng tình yêu ở à, cái bài mà ảo mộng tình yêu của ca uh, chị uh, của cô cô cầm uh, chị ca sĩ uh, cẩm ly với lại anh uh, ca sĩ uh, đan trường đó hồi xưa nêu mười khoái ảo mộng tình yêu lắm uh, thì bây giờ là coi như là nếu như mà chị em phụ nãy nào mà không có ảo mộng tình yêu thì ok mình sống cái kiểu mà đời sống thiết thực này thì ok mình cũng vẫn cảm thấy là mình rất là in cái mâu mờ mình rất là hạnh phúc cái gì tại vì là bây giờ con uh, con gái là mình có hai đứa nêu mười thích gái lắm giờ là con gái là có hai đứa ngon lành hai đứa dễ thương bụ bẩm đứa đứa bốn năm tuổi đứa hai tuổi dễ thương dễ sợ hai đứa sắp sắp hai chị em sắp sắp dễ thương rồi bây giờ mình cũng có công ăn chuyện làm ổn định chứ đâu phải mình dạng như ăn bám chồng đâu rồi về nhà thì có nhà có cửa không có vay tiền nhà gì hết trơn về sống khỏe ru bờ rù rồi xe đó thì ông chồng mua cho xe hơi xịn đồ này kia chạy À, quần áo thì mặc đồ hiệu đó đâu, đâu có thiếu đâu có thua ai đâu quý vị thì thiệt sự nếu phụ nữ thiết thực là thấy vậy là quá là tròn trịa cuộc sống về hạnh phúc rồi nhưng mà lòng tham là nó không có đái quý vị rồi mình nói thẳng là vậy mình á, hôm nay mình nghĩ là mình muốn 10 nhưng mà ngày mai mình có được 10 rồi mình lại muốn 100 Thì bây giờ là trong cái nhà của vợ chồng chị Linh á là hễ mỗi lần mà Tết tới thì ở bên Mỹ nhưng mà cũng đón Tết theo kiểu Việt Nam quý vị cũng cũng có một sum họp gia đình rồi đi kia cũng ăn uống. Rồi chị Linh cũng trang hoàng nhà cửa cho có cái hơi hướng về Tết Việt Nam ở bên đó một chút xíu. Tại vì xa quê nhớ nhớ thương nhớ quê hương chứ quý vị. Thì à, bây giờ là hai vợ chồng năm nào cũng có cự nữ một chút xíu chị linh á thì chỉ nói là ở bờ, cái truyền thống miền tây tôi á là cúng là cầu vừa đủ xài mà bây giờ cái ông chồng của chị thì nói không bây giờ là bà phải không không có mua là cầu vừa đủ xài cho tôi bà phải mua là cầu sung vừa đủ xài đó quý vị thấy không là ông chồng bây giờ ổng cự ông nói là không phải cầu sung vừa đủ xài thì bà vợ bà mới bực quá bà nói ông có cho tôi xài đâu mà ông có ông có sung đâu mà ông đòi vừa đủ đâu quý vị không quý vị thấy chưa hai vợ chồng bây giờ lấy lấy cái chủ đề cầu vừa đủ xài với lại cầu sung vừa đủ xài hai chồng cự nữ cự nữ bà vợ mới tức quá tức cái 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 lòng quá bà bà vợ mới nói bây giờ ông có cho ông có sung bao giờ đâu một tháng một lần bây giờ một tháng ông chỉ có gì ông chỉ có có chủ đứng có một lần thôi có chủ đứng hoặc kép mọi vậy thì bây giờ một tháng ông chỉ có chủ đứng một lần thôi còn lại những ngày khác là ông không có có chủ đứng mà bây giờ ông đòi là cầu vừa cầu cầu sung vừa đủ ông đâu có sung đâu mà ông đòi vừa đủ đó hai chồng cãi lộn nhau quý vị thấy khổ tâm chưa bởi vậy cho nên là mấy mốt á không ấy á cái vụ mâm cúng đâu để cho mấy bà vợ bà muốn cúng gì bà cúng nói chung cúng sao không được trơn á miễn sao đừng có cự nữ nhau được rồi bây giờ là gia đình mình là cái hộ gia đình mình là hộ gia đình văn hóa mà mình nói chuyện hồi nữa nó thích cự qua cự lại nó nó mất cái văn hóa đi quý vị ơi thì sau khi á, mà vợ chồng sống nhau một thời gian mà bây giờ ông chồng ổng chỉ có chủ đứng một tháng một lần thôi đó thì bây giờ là bà vợ hai chồng cứ lục đục đục là coi như là từ ngày mà đẻ đứa con gái sao xong á hai năm rồi bây giờ đứa con gái nó hai tuổi rồi hai chồng vẫn cứ kiểu như một tháng có một lần thôi nhiều khi hai ba tháng mới có được một lần hai, hai lần có một lần hai lần thì cái chị vợ chỉ nói là gọi là chị chịu đời hết chịu đời hết thấu gì ơi bây giờ tết tới thì người ta cũng cần là phải nhà người ta cũng cần phải quét mặn nhện mà bây giờ chỉ thì chỉ cũng phải có cái nhu cầu quét mặn nhện mà ông chồng chị cũng không chịu quét đó thì bây giờ là coi như là năm nào là ngoài cái chuyện là cự nữ cái vấn đề là cái mâm cúng uh, cầu vừa đủ xài với lại cầu sung vừa đủ xài ngoài cái chuyện đó ra thì vợ chồng còn cự nhau vậy cái chuyện là ông phải quét mạng nhện đi bây giờ tết nhất tới rồi thì cũng phải quét mạng nhện mà ông chồng ông cứ cũng cứ kiểu dạng như là cà lơ cà lơ phất phơ đó kiểu dạng vậy thì bên gia đình chồng chỉ á là có hai người con trai thôi chồng chỉ là trai lớn đó rồi còn thằng em nữa thì thằng nhỏ nó nhỏ hơn chồng chỉ là 3 tuổi cho nên là chị mới nói là mỗi lần mà nhiều khi cãi lộn với chồng chị đó hoặc là có những cái gì mà giống như chị bức tối trong lòng chị thường hay giống như là qua bên nhà bà má chồng đó qua đó chơi tại vì mẹ chồng chị là cũng giống như là mẹ ruột chị luôn đối xử chị rất là tốt thì nhiều khi bực bội ông chồng là chị ẩm hai đứa nhỏ về bên nhà của má ảnh xong rồi ở bên đó chơi với bà má rồi nói chuyện đồ này kia chỉ nhiều khi chị cũng than nhưng mà không có than về cái vấn đề chuyện chăn gối chỉ là than giống như cái vấn đề là à, chồng lo làm quá rồi chồng không có cử chỉ âu yếm với chị này nọ như như là vợ chồng ta là giống như là có cái cử chỉ thân mật với nhau rồi gì kia vậy đó thì mỗi lần qua thì chỉ than vậy thôi thì những cái lúc đó đó cái thằng em trai của cái anh chồng vậy á gọi là em chồng đó thằng em chồng á nó mới uh, nghe chỉ nói chuyện á nó mới nói uh, trời ảnh hồi xưa giờ là ảnh vậy mà ảnh hồi xưa giờ ảnh đi lúc ảnh đi học cũng vậy ổng đi học sống về á là ông chui vô trong phòng ổng làm gì ở trổng ổng đóng cửa trổng ổng yên phân phát cái trổng vậy đó nói chung là ổng ít khi nào mà ổng gọi là có cử chỉ thân mật với lại người 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 thân trong gia đình hay là người ngoài thì không biết ổng làm sao nhưng mà người thân trong gia đình ngay cả má nè ổng còn không có bao giờ mà giống như có những cái lời lẽ gì đó gọi là âu yếm quan tâm thể hiện tình cảm với má nữa huống chi là chị chị là vợ thôi thì, thì cái thằng em chồng nó mới nói với chị linh vậy nha quý vị thì chị linh mới nghĩ bụng thôi kệ đi nếu vậy là má ổng ổng còn vậy nên mình là vợ hèn chi vậy thôi mình cũng không có phân mình cũng không có phân bì tại vì mình làm vợ ông má ổng sờ sờ còn, sờ còn sống mà ổng còn không như vậy mình làm vợ thôi mà mới sống mà ổng có năm bảy năm năm nay thôi thì làm gì có có chuyện thay đổi được cái tính ổng nên là thôi cũng nhắm mắt chấp nhận sống tiếp quý vị thì khi mà chỉ nói là chỉ thân với thằng em chồng nó còn thân hơn chồng chỉ nữa tại vì em chồng chỉ tâm lý hơn nhiều chồng chỉ lạnh nhạt bao nhiêu thì em chồng chỉ á, lại là người đàn ông giống như là kiểu như là tinh tế tinh tế đó quý vị kiểu dạng vậy rồi hay giúp đỡ chị dâu mình cái này cái kia nên thành ra đó là chỉ nói nhiều khi có nhiều chuyện chỉ còn kể với là em chồng chỉ rồi chứ mà chỉ còn không kể cho chồng chỉ nghe là quý vị biết rồi thì chị linh mới nói là chồng em chồng chỉ á, thì chưa có vợ chưa có bồ sống ở bên nhà sống chung với ba mẹ ba mẹ chồng á, sống chung với ba mẹ chồng bên nhà bên kia thì chị linh nó mới nói là sau khi mà nhiều nhiều lần qua đó chơi với ba bà má rồi tâm sự thằng em chồng cũng nói nói vậy thì thôi mình cũng nghĩ trấn an trong lòng là thôi kệ cũng nhắm mắt sống tiếp vì hai đứa con tại bây giờ con hai đứa con nó còn nhỏ mà vì hai đứa con sống tiếp coi coi coi, coi làm sao nhiều khi ổng công việc có lúc này nhiều quá ổng ham kiếm tiền quá rồi thì ổng vậy thôi một lúc nào đó giống như là ổng chuẩn lại rồi lúc đó có thể là ổng sẽ nghĩ về mấy ấm gia đình ổng sẽ thay đổi ổng sẽ bắt đầu là vung vén gia đình quý vị thì chị linh mới nói là sống tiếp ổng thì một năm sau hôm đó là chỉ còn nhớ nha hôm đó là ông chồng chị Ông nói với chị nè à, bây giờ ở nhà đó là có một cái phòng trống anh định là cho một cái đứa em nó vô nó nó dọn về nó ở trong nhà của mình luôn giống như là xe phòng đi dạng giống như là xe phòng thì chị mới nói à, tại sao mà nhà mình mà giống như đâu có thiếu thốn gì đâu mà phải cho xe phòng thì anh chồng của chị mới giải thích nói tại vì không phải là xe phòng gì mà giống như là bây giờ á anh là nào giờ anh là kỹ sư thì cái thằng em này của anh là nó học về ngành kiến trúc thì bây giờ nếu mà trong công việc á anh là thiết kế thi công phần nhà thì thằng em này nó sẽ là thiết kế thi công về cái phần nội thất bên trong hai người cái mảng á nó có thể là phối hợp với nhau trong công việc nó có thể là phối hợp với nhau nó sẽ giúp cho công việc nó thuận lợi hơn và như vậy thì mai mốt những cái dự án mà chồng chỉ nhận về nó sẽ là những cái dự án có thể là lớn hơn lớn hơn và thu nhập nó đem về cũng nhiều hơn thì chồng của chị nói vậy chị nghe cũng hợp lý quý vị à, chồng chỉ mới nói là cái thằng thằng em này nè nó nhỏ hơn chồng chỉ nó cũng cỡ thằng thằng em ruột của ảnh vậy đó cũng cỡ nhỏ hơn ảnh cũng độ 3 tuổi Ảnh mới nói là bây giờ nó là giống như nó ra ngoài nó ở riêng Nó không muốn ở chung với gia đình thì uh, bây giờ anh nói thôi nếu vậy Công việc của anh nhiều khi có những cái muốn nói chuyện trao đổi Thì cả hai cứ liên lạc qua lại điện thoại nhiều khi nó bất tiện Thì bây giờ nếu vậy dọn qua nhà ở chung luôn Nhiều khi công việc dự án rồi kia mình nói chuyện làm diễn nhau trực tiếp nó sẽ tiện hơn Nên là anh kêu qua bên nhà mình đi sẵn tiện là anh cho xe phòng Lấy giá hời rồi sẵn tiện là nó thuận tiện cho công việc thì cái chị linh chỉ nghe ông chồng á ổng thao túng tâm lý hay quá đi quý vị ơi bởi vậy em nói quý vị rồi không có cái thuật gì mà nó nó hay bằng cái thuật là mỹ nhân kế và cái thuật thao túng tâm lý đó bây giờ em nói quý vị là trong 36 kế là em thấy hai kế đó là hai kế hay với cái kế mà chơi cái kế mà chơi phủ đầu giống bữa hổm á có mấy cái pha mà kế chơi phủ đầu á à, cái kế phủ đầu đó cũng gọi là cao tay lắm nha quý vị ha. cái đó cũng là cao tay ấn lắm quý vị biết sao phủ đầu là có nghĩa là mình biết người ta sẽ nói cái đó với mình người người ta sẽ người ta sẽ đánh vô tâm lý mình đúng không là mình phải đánh trước mình phải đánh trước để làm chi tại để cho mình chơi cái cú đúp vậy để cho người ta không có sinh nghi người ta nghĩ là à không lẽ nào nó tự dịch áo cho người xem lưng cái đó không bao giờ nghe vờ là người ta sẽ ngược lại là người ta tin mình ờ à, diện nhỏ này chắc là thiệt á chứ không ai mà tự dịch áo cho người xem lưng cái đó gọi là chơi chiêu đánh phủ đầu cái đó cũng là một cái chiêu cao tay trong 36 kế là ba kế đó là nêu 10 thấy ok chứ còn cái kế mà chạy là thượng sách cái đó không ok cho lắm nha quý vị nha tại đôi khi á nêu 10 uh, chạy hơi chậm đúng giờ nói chung là nêu Mười học thể dục dở chạy chậm lắm hay bị dịch hay bị dịnh lại lắm nên là 36 kế chạy là thượng sách nêu 10 thấy nó hạ sách quý giờ không có thượng được thì bây giờ là cái câu chuyện nó mới bắt đầu là từ sau khi mà chị linh đồng ý cho ông chồng để cho thằng em mà làm chung với ông chồng đó dọn dàng kiến trúc sư đó ờ à, bây giờ mình nói thẳng Đâm na là thằng bé kiến trúc sư đi thì cho cái ông mà kiến trúc sư dọn về nhà ở chung nhà thì chị mới đi về bên nhà chị mét với má chồng chị với lại em chồng chị chỉ nói uh, chị cũng kể như vậy chị cũng nói uh, chồng chỉ bây giờ uh, cho bày đặt bày đạ cho xe phòng rồi kia uh, nhưng mà phản đối thì phản đối không được tại ông nói ông giải thích nghe hợp lý quá phản đối không được thì cái thằng em chồng của chị chị linh đó, mới nói là kệ đi uh, con trai về nhà ở mà đâu phải con gái về xe phòng ở đâu mà chị lo con trai thì chắc không sao đâu nếu vậy thì trong nhà có thêm người nó cũng vui thì chị linh nghĩ bụng mà thôi em chồng mình nói vậy cũng hợp lý mà má chồng mình cũng nói vậy thôi ok vậy nếu vậy đàn ông với đàn ông ở nhau cũng đâu có sao ý là đàn ông cho xe phòng đàn cho đàn ông xe phòng thì đâu có sao chừng nào bằng chồng mình nó nói là cho nhỏ nào về xe phòng á thì mới lo thôi quý vị thì bây giờ là coi như cái cuộc sống thì nó vẫn cứ em trôi em trôi từ ngày cái thằng nhỏ thằng đó đó nó về thằng đó nó tin bảo nha nó dọn vô nó ở cái phòng đó thì nói chung là nó vẫn đối xử với chị nó cũng coi chị như là chị gái vậy đó giống như trang thằng em chồng chị luôn thì chị mới nghĩ lúc đầu á thôi kệ coi nó như giống như, như đứa em vậy đi thì ở trong nhà đó chị cũng uh, vui vẻ nói chung là vui vẻ rồi nấu cơm nấu nước cũng cho nó ăn chung luôn lo hết thì chồng chỉ nói thôi đừng có tính toán với nó chia ly tại vì mình á thà là vợ chồng mình khó khăn còn vợ chồng mình dư giả thì khỏi tính toán với nó chia ly chi tại vì đôi khi có những cái á anh anh với nó làm chung nhưng mà anh chia phần trăm với nó ít lắm thành ra đó là anh anh phần trăm của anh nhiều hơn thì coi như là ba cái chuyện ăn uống này anh lo anh bao cho nó luôn chỉ có lấy cho nó tiền phòng thôi thì cho Linh chị nghĩ bụng vậy nên là nấu cơm nấu nước nấu thằng bảo này ăn luôn quý chị coi chịu đời thấu không bây giờ là hầu chồng thôi hầu hai đứa con thôi hầu luôn cái thằng bảo xe phòng này nữa chịu đời không thấu từ ngày á mà cái thằng bảo mà kiến trúc sư nãy vô ở thì chồng chỉ giống như là ban đầu thì cũng bình thường nhưng mà khoảng đầm tầm là một hai tuần sau hai tuần sau là chồng chỉ chỉ nói là chồng chỉ cuối tuần là hay giống như là chở ông bảo hai người đi thì chỉ hỏi đi đâu giống như không chờ không đi chở con đi theo hay là không chở vợ con đi chơi mà chở ông bảo đi đâu thì ổng cứ nói là chở ông bảo đi ra ngoài quán cà phê ngồi uống nói chuyện công việc còn không á là sẽ nói là chở ông bảo để đi gặp đối tác gặp khách hàng gặp người này người kia đó nói chung là diễn cớ là hai người cứ đi đánh lẻ đi chơi vậy đó thì chị mới nói là thấy tối ngày ông chồng mình ông cứ chở ông bảo đi uh, cà phê đi này kia mà mình với con mình ở nhà ổng không bao giờ ổng nghĩ tới là ổng chở vợ con đi chơi cuối tuần là chỉ đã ứa rồi đã vậy á quý vị từ ngày bảo trí sư dọn vô nó ở thì tối tối đó chồng chỉ nào giờ là giống như là đã là một tháng là cả chỉ có gì chỉ có có chủ đứng có một lần thôi một tháng là có chủ đứng có một lần thôi còn lại những ngày khác là không có chủ đứng mà bây giờ quý vị từ ngàn bảo kiến thức sư dọn vô thì chồng chỉ á nhiều khi có nhiều bữa không ngủ vậy mà đi qua bên phòng làm nhờ phòng của ông bảo á thì chỉ mới thấy một đêm đầu hai đêm đầu qua đó thí dụ làm việc rồi ngủ quên thì thôi đi mà chỉ để ý cái tần suất mà qua phòng bảo làm việc rồi ngủ lại trong phòng bảo hơi bị nhiều thì ngày hôm đó chị cũng giống như tò mò tò mò phụ nữ mình có cái bệnh nó hơi tò mò gì ơi nói chung là phụ nữ nó cũng tùy nhưng mà nếu mà phụ nữ thì nó là bình thường còn phụ nãy là nó hay tò mò lắm thì bây giờ là cái chị chị linh vừa mới nói mình cũng tức cái mình tại vì mình thấy bữa giờ để ý ông này kỳ kỳ rồi đã vậy rồi từ ngày cái thằng này nó dọn vô thấy ổng tối ngày cứ chở này đi chơi chở này đi cà phê rồi bắt đầu là tối thì nhiều khi băng đi băng hôm vô phòng làm việc với thằng bảo rồi ngủ lại qua đêm trong phòng bảo thì ban đầu chị linh nghĩ ban đầu là hai người con trai ngủ chung phòng nhiều khi làm việc say mê quá rồi buồn ngủ thì ngủ chung phòng nó bình thường nhưng mà bây giờ thường xuyên quá thì nó không bình thường nó nhấu gì thì chị linh mới nói là ngày hôm đó là sáng chị thức dậy chỉ thấy cái phòng của ông bảo vẫn còn đóng cửa thì chỉ là chỉ có sâu chìa khóa phụ chỉ có chìa khóa phòng không phải là khóa phụ mà chỉ có chìa khóa phòng hết đầy đủ mỗi căn phòng trong nhà chỉ đều có, có khóa riêng chỉ giữ hết có một chùm vậy đó thì chỉ mới tò mò tò mò gì chỉ mới lấy cái sâu chìa khóa đó chỉ mới mở cái cửa phòng ra quý vị biết cái gì không thiên lôi kéo tới đó mà mây giăng gió đồ mịt mờ mịt mờ thiên lôi tới đó xét đánh ngang tay mở cửa phòng ra thấy hai trăng amazon quấn ở trong mà chính xác là hai đấu sĩ đấu kiếm quý vị bây giờ là coi như là cái cái bãi chiến trường ở trong đó là hai đấu sĩ đang đấu kiếm với nhau cạch cạch cạch, cạch 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 thì bây giờ là chị linh chỉ thấy xong là coi như là tá quả tâm tinh ông thiên lôi ông ghé qua ổng chơi một nhán một cái là táo quả tâm tinh căm căm điếc điếc luôn cái gì tại vì bây giờ nói không được nữa ú ớ không à mà bây giờ là coi như, coi như là không không biết nói sao nín thinh luôn thì lúc đó đó quý vị chỉ mới bấm như là khóc không được luôn giống như là trong lòng mình nó đau khổ nó không khóc được luôn Chị mới bỏ đi vô phòng của chị ông chồng chị giống như là mặc đồ xong xuôi hết chạy vô mới xin lỗi chị xin lỗi chị còn cái thằng cái thằng bảo đó đó là nó giống như nó biết chị phát hiện rồi nó cũng quê quá bây giờ ở trong nhà cũng không có được nữa cái gì nó cũng mặc đồ đồ này kia xong thì chỉ nói là một lát sau khi mà mọi chuyện xong xuôi á chị bình tĩnh chỉ đi ra đó thì thằng bảo nó đã đi mất tiêu rồi có nghĩa là thằng bảo chắc là nó bỏ đi luôn nó không dám quay trở lại căn nhà này nữa còn ông chồng chị thì quỳ lại gian xin chỉ là xin chỉ là tha thứ đi tại vì chỉ có hỏi ổng vậy nè tại sao mà ông làm khổ tôi quý vị ông sống với tôi mấy năm trời qua rồi tại sao mà ông làm giống như là mất cái tuổi thanh xuân của tôi nó trôi qua đi à mà bây giờ rồi ông mới ông không chịu thừa nhận là ông là cái 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 cái, cái gây ông ông tại sao ông ác với tôi vậy thì chị linh hỏi thì ông mới trả lời ông nói là tại vì á má ổng á ngay cả má ổng còn không biết là ổng gây quý vị thấy không Ông ổng nói là thật ra là ổng biết được cái cái tính của ổng mà ổng biết được là cái bản chất của ổng cái giới tính của ổng là gây từ năm ổng 18 tuổi rồi à, Là khi anh 18 tuổi bước chân vào đời là anh đã biết anh là gay rồi Nhưng mà bởi vì là anh sợ anh nói ra với má anh là gay là má anh sẽ gây anh liền Má anh gây hấn với anh liền Cho nên anh không dám nói anh giấu Anh giấu cái sự gay đó của anh vô trong lòng phải không quý vị thấy không Khổ tâm không À, bây giờ là phải sống bằng một cái bức bình phong đó à, quý vị cô chú anh chị mình không biết bức bình phong thì uh, hãy comment đâu mà giải thích cho thì uh, cái anh này mới nói bây giờ là mỗi ngày phải sống bằng một bộ mặt giả tạo là có chủ đứng mình giả vờ như là mình là một người đàn ông có chủ đứng đó là có chủ đứng hoặc kép nha quý vị nha nhưng mà thật ra đó là cái bức bình phong thôi thật ra là phía sau tấm rèm nhung thì anh không hề có chỗ đứng mà anh là một đấu sĩ đấu kiếm quý vị ơi anh là một đấu kiếm đó đấu kiếm gọi là cao tay luôn thì bây giờ là coi như ổng thừa nhận gì xong thì cái chị linh mới nói là ông ác với tôi quá Ông quá ác với tôi tại vì ông làm cho tôi bây giờ trôi dạt thanh xuân 5 năm trời qua tôi sống với một người đàn ông không có chức năng sinh lý toàn dạng. Một tháng chỉ có có chỗ đứng một lần. Tôi bị thiếu ăn, thiếu uống, tôi muốn suy si dinh dưỡng luôn. Đó quý vị không? Ăn uống nó không mà thiếu cái vấn đề đó nó cũng suy si dinh dưỡng nữa. Bây giờ nghe chị Linh nói mới biết luôn á. Vậy là bây giờ là ai mà thấy ốm ốm phụ nảy nào mà chị nào mà thấy ốm ốm o gầy mòn là coi chừng là tại vì cũng thiếu cái vấn đề đó nó cũng làm si dinh dưỡng thì chị linh chỉ nói là bây giờ tôi ăn uống đầy đủ nhưng mà ông không cho tôi cái cái vấn đề sinh lý đầy đủ bây giờ tôi cũng suy si dinh dưỡng nhưng mà tôi tôi bị suy dinh dưỡng nó không phải là suy si dinh dưỡng về dáng người mà tôi suy si dinh dưỡng về con tim về cảm xúc à, chị linh chơi chị linh linh nói chuyện là cũng chơi nho rồi kia cũng văn thơ hay rồi nha chị linh đó chắc là điểm văn là 10 điểm 10 điểm không đó thì uh, nếu mời mới hỏi vậy rồi cuối cùng cúng cùi là giờ sau ly hôn hay như thế nào thì chị linh chỉ mới kể là chưa đâu Tình tiết nó vẫn còn là chưa, bắt đầu á là chỉ ổng ở gian sinh ổng quỳ lị chỉ ổng nói là làm ơn đừng có công khai ra cho má ổng biết. Má ổng bây giờ lớn tuổi, nói ra má ổng nghe má ổng sốc tinh thần. Rồi má ổng mà có cái gì tại má ổng có bị bệnh tim, có bị nền là bệnh tim cái gì. Nếu nếu bị hở van tim, nếu bây giờ nghe ổng nói cái là ta nói cái van van tim nó hở ra luôn, nó bung cái van luôn. Cho nên là ổng mới nói là em làm ơn em đừng có nói, nói ra rồi má anh á sao sống nổi, em làm ơn đừng có nói, em giấu giùm anh. Bây giờ thôi em cứ sống với anh giống như là bức rèm nhung, anh chu cấp cho em đầy đủ hết, chỉ có mỗi cái sinh lý anh không đủ. Thì em có quyền em ra ngoài em cặp người đàn ông khác, anh vẫn vô tư. À em em có đi ngoại tình, anh vẫn vô tư, anh không ghen tu, anh không có ly dị em đâu. Tức là bây giờ là mạnh ông ông chơi mà mạnh bà bà chơi quý vị thấy cuộc đời này có có nhiều sự éo le chưa như như bây giờ vậy thì chị em phụ nãy nào có thể sống được cái cảnh đó bây giờ là chồng thì đi đi băng à, hết chuyện băng đêm chồng không đi đi quét mạng nhện mà chồng đi đấu kiếm ông chồng này chiều trời ơi đất khởi chưa băng ban đêm đi quét mạng nhện công việc nhẹ nhàng đó mà được vợ cưng chiều không chịu đâu đi ra ngoài đi đấu kiếm cực lực cực lực đó, nguy hiểm nguy hiểm thì lại đi đấu kiếm thì cái bây giờ là cái chị chị linh chỉ mới nói là bây giờ tôi là tôi chắc lưỡi hết hà với ông luôn tôi bây giờ tôi không biết nói gì cạn tàu gáo máng tôi cạn lời với ông rồi thôi bây giờ tôi ôm hai đứa nhỏ tôi về bên mà nhà má của tôi thì cái ông này mà nói thôi em mà về bên nhà má em một cái là má em sẽ điều tra má em hỏi nghi ngờ liền má em sẽ biết là hai vợ chồng mình này kia này kia thôi em có muốn về em về nhà má anh đi đó quý vị thấy chưa thì bây giờ chị linh chỉ cũng nghĩ đầu thôi kệ là má của ổng á chị linh cũng coi giống như là má của mình tại vì má của ảnh á cũng vui vẻ mà tâm lý lắm thuộc dạng như phụ nữ hiện đại hiện đại thì chị linh mới thấy vậy là thôi bây giờ á giáp mặt với ổng trong nhà này là lên tăng sông máu gì ơi nếu mà giáp mặt với cái ông chồng này cái ông chồng mà dạng như là bức bình phong nào 18 tuổi bước chân vào đời là gây mà giấu nè là chị sẽ lên tăng sông máu đó mà bây giờ không lẽ tối ngày cứ uống nước chanh uống nước chanh hoài chị uống thấu đó nên là chị mới nói là thôi bây giờ tôi phải né cái mặt ông ra dù sao tôi ở trong cái nhà này ông cũng không bao giờ có chỗ đứng với tôi thì thôi bây giờ tôi dọn tôi đi Bây giờ tôi ôm hai đứa nhỏ về bên nhà má của ông, tôi ở bên đó một thời gian khi nào mà tôi gọi là tâm tịnh, tôi gọi là thiền định rồi lúc đó tôi quay về tôi tìm ông. Thì cái ông chồng này ông mới nói, thôi nếu vậy bây giờ nếu vậy anh chở em với hai đứa nhỏ đi về bên nhà má anh. Thì chị Linh mới nói, đã tôi ghét ông rồi mà ông còn đòi chở tôi đi nữa, sao mà ngộ vậy, bởi vì người ta nói là ghét của nào mà trời trao của đó, bởi vì không hiểu nổi. Thì chị Linh chỉ chửi thì thôi, ông nào ông nói là bây giờ em chửi anh, anh chịu à chứ bây giờ mà tự nhiên khơi khơi mà em đưa hai đứa nhỏ đi về bên kia là má anh nghi liền em về em đó ăn dầm nằm về là má anh nghi liền má anh nghi vợ chồng mình lục đục lục đục, đục bây giờ thà là để anh chở em với hai đứa nhỏ về bên kia thì thí dụ như có gì á lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì má anh sẽ nghĩ là ờ, tại vì anh á, bên đây công việc nhiều quá hay là anh chuẩn bị đi công tác cho nên á, là anh gửi vợ anh với hai đứa nhỏ ở bên nhà má thì má không có nghi đó ông này quý vị thấy không? Ờ, ông này cũng hay ba ông này gọi là thuộc là đạo diễn phim Hollywood luôn quý vị thì bây giờ là chị linh chị cũng nghĩ thôi kệ giờ ổng nói má ổng bị hở van tim mà chị linh nói nào ngay là chị linh thương ổng á thương ổng có một mà thương gia đình ổng tới mười tại vì từ ngày bước chân vô làm dâu năm năm trời nay là má ổng thương chỉ lắm à em chồng cũng thương chị nữa thì chị mới quyết định quý vị chị mới quyết định là chị uh, nghe theo ổng là coi như là cũng chấp nhận chịu chịu ngồi trên xe cho ổng đi nhưng mà gọi là đeo khẩu trang đeo mắt kiến nha tại vì nhìn cái mặt ông tôi ứa lắm đó là bây giờ coi như chở qua bên nhà xong thì ông này ông ổng giả bộ đóng phim đồ con chuẩn bị đi công tác con gửi vợ con với hai với, đứa nhỏ má với coi chừng giùm đó thì bây giờ là chị linh qua bên đó ở thì bây giờ qua bên đó nhưng mà tâm trạng người phụ nữ mình khi mà bị phát hiện chuyện đó tâm lý nó không được bình thường quý vị ơi nhiều khi vừa khóc vừa cười vừa nói chuyện bù lu bù lo nó ngộ lắm quý vị thì bây giờ bà má bà má chồng bà, bà tinh tế tinh tế mà bà mới với thằng em chồng nữa mới tinh tế nó mới để ý đi thì bà mẹ chồng á bà hỏi chị linh không có nói nhưng mà thằng em chồng hỏi chị nói quý vị thấy cô quái đáng chưa tại vì thằng em chồng nó dễ thương lắm quý vị ơi chị linh chỉ nói anh nè cái cậu em chồng dễ thương lắm kiểu dạng như là mỗi lần mà gặp nó đó là chỉ vui à nó mở miệng ra nói chuyện vui hài hước rồi nó biết làm tiếng cười rồi rồi giống như là nó tinh tế nó hiểu lòng phụ nữ á cho nên chị linh nói mỗi lần gặp em chồng là mình vui à mình chịu mở lòng mình nói chuyện thì bà má chồng hỏi chị không có nói tại vì mỗi lần bà má chồng vừa hỏi chị muốn nói lắm nhưng mà chỉ cại miệng chị không dám nói tại vì chỉ sợ là nhớ lại chồng chỉ nói hỏi danh tim hỏi danh tim em ơi hỏi danh tim chỉ sợ nói ra là má chồng chỉ bức danh tim luôn nên thành ra chị không dám nói cái gì hết trơn gì hết trơn á chứ thật ra là muốn nói lắm thì uh, bây giờ thằng em chồng hỏi thì giờ chị cũng nói gì chứ tâm sự mỏng tâm sự dày với em chồng chứ nói uh, chị nói vậy cái chuyện là bữa hôm cái vụ mà cái thằng uh, kiến trúc sư vô thuê thật ra là lầu chành té mướn ra là hai nó thằng đó nó vô đây để mà nó làm gì đấu kiếm với chồng chị thì thằng em chồng nó gọi là nó cũng bật ngửa đâu quý vị tại vì bao nhiêu năm em sống chung với anh em em không biết anh em là một đấu kiếm tài ba như vậy đấu kiếm mà thuộc dạng là đấu kiếm mà dạng như là diễn diễn xuất nữa vừa có kim luôn diễn viên kim luôn đấu kiếm thì em chồng nó cũng bỡ ngỡ bỡ ngỡ vậy lúc này em chồng mới động viên tinh thần thì trong những cái ngày mà chị 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 linh chị ở bên nhà má chồng đó thì cái cậu em chồng này nè là, ngày nào cũng biết chị dâu mình buồn tại vì cái câu chuyện này chỉ có giữa chị chị linh với thằng em chồng biết nhau thôi thì cái cậu em chồng này ngày nào cũng lái xe chở chị đi chơi chở chị đi thư giãn nói chung là cứ cuối tuần là chở cuối tuần rồi trong tuần cũng vậy nói chung là quan tâm chị làm cho chị chồng làm cho chị dâu mình nó vui lên tại vì cậu em chồng này biết chị đang buồn vậy đó nên là cậu em chồng này làm cái chuyện này làm cái chuyện kia cho chị dâu mình vui rồi giống như là quan tâm hai đứa nhỏ hai đứa cháu á là coi như chở hai đứa nhỏ đi chơi đi ăn kem đi này đi nọ thì chỉ nói tự nhiên chỉ nhìn cái cậu em chồng này chứ chỉ, chỉ, chỉ nãy xin tình cảm gì coi chịu đời ngộ chưa bởi vì chuyện đời nhiều sự éo le lại là cái câu đó cuộc cuộc sống không như cuộc đời cuộc đời nó như cuộc chơi đó quý vị đây là một cái trường trường đua thì cuối cùng là coi như là chị chị linh nói tự nhiên mình ở bên đó hồi đầu mình định là mình bỏ cái cha cha chồng gây đó là coi như mình định bỏ chả cụ bơ cụ bất một tuần lễ thôi để tránh mặn giả tại vì gặp mặn giả lên tăng sông đó nó khổ đời lên tăng sông mà giờ không lẽ uống chanh hoài nó lên tăng sông uống chanh hoài nó bị cào axit dạ dày chịu đỡ ấm thấu nên là không thể uống chanh á, mà gặp ổng là lên tăng sông thì bây giờ chỉ mới nói là qua anh đây hồi đầu là định hứa hẹn là ở tuần thôi quay về nhưng mà bây giờ qua bên đây á, là từ ngày qua bên đây tới giờ là một tuần lễ mà hai đứa nhỏ nó không nói nó nhớ cha nó luôn tại vì hồi nào giờ sống chung với cha nó mà cha nó cũng đâu quan tâm với nó nhiều đâu quý vị tình cảm ba nó cũng không có không có mà cưng yêu trụ chuộng mà thể hiện con mình nhiều nữa thành ra là hai đứa hai đứa nhỏ nó cũng không có tình cảm nhiều với thằng cha nó nữa thì chị linh chị kể sao đâu mà nói vậy nha chứ thì cái tới chừng mà rời đi qua bên đây nè thì hai đứa nhỏ nó thấy ở bên đây á với lại chú nó vui quá tại vì chú nó cứ đèo hai đứa nó đi chơi chở đi chơi đi đây đi đọ đi uh, bát phố rồi đi ăn cái này đi uống cái kia đi ăn đồ vặt rồi này nó khoái quá vậy, hai nhỏ nó khoái rồi mua quà nó nữa mua mấy cái đồ chơi cho nó thì hai nhỏ nó ở bên đây nó ở gần chú nó nó khoái quá nó không chịu về nhà luôn vậy nó không nhắc tới cái chuyện là về nhà nó nhớ ba ba nó luôn nó không làm luôn thì chị linh mới nói là tự nhiên cái mình thấy đầu ở bên đây mà con mình nó vui ở bên đây tự nhiên cái chị cảm giác giống như là có một cái không gian gia đình đúng nghĩa Có nghĩa là có mẹ chồng, có ba chồng, có em chồng Mà em chồng bây giờ giống như trang chồng mình vậy đó Tại ở bên cạnh chị dâu, rồi chăm sóc chị dâu, rồi chơi với hai đứa con Nhìn giống như trang em chồng, giờ nhìn giống như trang chồng vậy đó. Cái tiện chị Linh chỉ thấy sao bây giờ cái này nó mới giống gia đình này nha Còn mấy bữa ở bên kia là nó không có giống gia đình mà nó giống bức bình phong hơn thì bây giờ là coi như chị Linh cũng không không có định là không tự nhiên cũng muốn ở bên đây luôn quý vị không muốn về nhà với thằng chồng Quý vị thấy chưa Bây giờ chơi cái kèo này gọi là gậy ông đập lưng ông Thì khi mà bây giờ cuốn tượng qua anh đây xong Bây giờ thấy cậu em chồng này gọi là very very good quá Quý vị ơi nêu mời nghe tới đây nghe chị Linh kể thôi Nêu mời cũng chắc lưỡi hết hà Trời ơi nhìn cái cậu à, nghe cái nghe chị Linh kể thôi Mà nêu mời cũng tưởng tượng ra cậu em chồng này gọi là bơ perfect, perfect Thì chị Linh chỉ mới nói nảy sinh tình cảm chứ sao Hồi nào giờ anh chồng một tháng nó chỉ có có chủ đứng con một lần à là coi như là mình cũng thiếu ăn đúng không mình thiếu ăn cái vấn đề sinh lý đó mình thiếu ăn trầm trọng mà bây giờ qua anh đây trời ơi cậu em chồng đẹp trai mà cậu em chồng tướng tá bảnh tỏn mà lại tinh tế mà lại biết uh, chị, chị, lo uh, trời thương yêu mấy đứa nít đồ này kia nè. Đó biết uh, chăm sóc mấy đứa nhỏ đồ này kia rồi uh, biết tinh tế với phụ nữ. Chỉ thương quý vị, tự nhiên chị Linh chỉ dọn qua đây xong có chỉ thương cái cậu em chồng quý vị cho coi. Trời ơi bởi vậy không mà cái này là nếu mọi người thấy cũng ok nha. Không biết nói làm sao à quý vị uh, ai vô ném đá chịu rồi nhưng mà nếu fan này nếu mọi người thấy cũng ok. Chứ bây giờ đời người con gái em hỏi gì đời ngượng gái chẳng lẽ nào tối ngày á cưới về kêu tôi làm cái bức bình phong cho ông hoài cuộc đời tôi là tối ngày cứ phải đứng che đạn cho ông ở đâu ra đúng không quý vị thì bây giờ cũng phải cho tôi tìm cái niềm vui á à, trời đất cơ chứ bây giờ vợ chồng sống nhau mang tiếng mà có tiếng mà không có miếng đó thì chị linh bây giờ tìm được hạnh phúc thì cũng ok thì khi mà chỉ bây giờ chị nảy sinh tình cảm với cậu em chồng quý vị chị thương thì chị mới giống như chị cũng thể hiện tình cảm với cậu em chồng luôn bây giờ mình cũng chủ động chủ động tại mình lớn tuổi hơn cậu cậu em chồng 3 tuổi mà thì chị linh thấy vậy thì thôi cũng chủ động tại vì phải chủ động thì mình mới uh, nắm bắt được cơ hội chứ không á là mình mà cứ bị động bị động mình cứ ngại 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 là thằng em chồng đấy đi ngoài có con khác cưỡng luôn tại vì thằng em chồng ngon làm gì mà chị mới uh, tỏ tình quý vị ngày hôm đó chị tỏ tình luôn thì cậu em chồng này chịu luôn rồi xong rồi quý vị biết chuyện gì không chị linh đã ăn ở cậu em chồng ở bên nhà của bà và chồng mình luôn có gì thấy không mà vậy mà bà và chồng không biết luôn á đâu cái đó mới mấy cái đó mới hay vậy là chị linh là chỉ là cũng là gì ông chồng chỉ là cao thủ thì chị linh cũng là cô thảo đó gọi là coi như là hai người là cũng ở, ở nhau bên đó gì mà bà bà má chồng không biết thì tới chừng mà lòi chành té mướn nó làng vậy nè là cái ngày hôm đó thằng chồng chỉ thấy là con vợ mình hẹn hứa là một tuần lễ về mà sau đi luôn ở bên nhà mà 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 bữa hôm á mình qua mình gửi vợ mình mình cũng nói mình đi công tác mình tuần lễ 10 ngày mình về vậy mà từ bữa tới giờ là hơn 10 ngày rồi con vợ cũng không về nhà đó thì anh này anh mới giống như là anh cũng bực bội khó chịu vậy anh thấy uh, vậy là anh cũng sợ anh mới bắt đầu uh, chạy xe qua bên đây qua mà nhà má của anh uh. định qua là để trước vợ trước con về nhà giả vờ đóng phim giống như là Ừ à, nhớ mẹ con rồi này kia mới đi công tác về qua đón mẹ con về thì tới chừng qua đón cái gì thì lúc này chị Linh với cậu em chồng á uh, mới ngay tại đó luôn vậy nói thật cho bà má chồng biết luôn là bây giờ chị linh á chắc không về chắc là chia tay ly hôn với ông chồng thì bà má chồng bây giờ là hôm bữa là ông chồng nói rồi má má anh là hở van tim hở van tim hở van tim em làm ơn đừng có để bức van tim bức van tim bức van tim cái gì thấy không mà bây giờ chị linh chơi cái cú này là chắc bà bà má chồng là tiếp oxy luôn á chị linh chơi chiêu này gọi là chiêu này đỡ không kịp cái gì ơi bức oxy gọi là phải có gì có oxy chụp vô liền ờ cái pha này nghe xong là hồi hộp tim nó đánh thịt 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 Bây giờ thở đời nay, à, thằng con trai lớn nó qua nó đón con dâu với cháu uh, nội về. Mà bây giờ con dâu á nó nắm tay thằng uh, thằng con trai nhỏ, đó, thằng em Nó đi ra nói uh, má chồng ơi, con xin lỗi. Bây giờ một tiếng má chồng thì bây giờ là mãi mãi đời này con cũng chỉ có má là má chồng mà bây giờ chồng con nó không làm được cái chức năng chồng. Thì thôi giờ cho con lấy em chồng được không má? Trời đất ơi, em mà nói thiệt em mà là bà má chồng này á là em phải nói uh, trong cái giây phút đó là phải gì phải chụp oxy. Phải thở oxy liền nha quý vị nha không là xỉu xỉu ngang nha xỉu ngang đỡ không kịp đó còn không nữa là lúc đó ví dụ như mà muốn nói cái thông tin đó thì làm ơn để cho bà má chồng bà, bà ngồi trên sofa hay ví dụ bà ngồi lên trên cái uh, gây bố lỡ có gì bà bật ngửa bà còn không có téo gì chứ tội nghiệp bà già rồi còn nghe cái tin gì mà nó sốc quá thì bây giờ là chị linh chỉ mới nói gì xong thì bà má chồng này báo lúc này lồi chành té mướn phải nói ra sự thật thì cái ông chồng á ông chồng ông gây á ổng bây giờ ổng cũng tím cái mặt luôn quý vị ổng tím cái mặt tại ổng không ngờ là ổng là cao thủ Cao thủ ẩn giật từ năm 18 tuổi tới giờ Cao thủ võ lâm vậy Mà bây giờ con vợ còn cô Thảo hơn Vợ qua đây mới có một tuần lễ 10 ngày Mà gian gian díu díu mập mờ với thằng em mình Quý vị thấy chưa Rồi bây giờ là kết đôi với thằng em mình luôn Trời ơi quý vị thấy chưa Cuộc đời có đâu ai nói được chữ ngờ Nếu mười nghe xong nếu mười cũng thấy Thật ra đó khi mà nếu mười nghe câu chuyện này Nó cũng éo leo le Nhưng mà câu chuyện này cũng không hẳn là câu chuyện buồn tại vì nó là câu chuyện nó không hẳn là câu chuyện buồn mà nó là câu chuyện buồn cười tại vì nếu mà nói vậy là sao vậy bây giờ mình phân tích nhẹ ở chỗ này bây giờ hỏi quý vị nôm nao bây giờ buồn nó là buồn cho cái số phận chị linh là xui gặp ông chồng này ông chơi cái bức bình phong ông cưới mình về ông để mình làm bức bình phong không rồi ông không có phục vụ vợ chồng không có hòa hợp được cái chuyện ái ơn ân, ân ái thì cái đó là gọi là cái buồn cái xui của một người phụ nữ mình nhưng mà may mắn là chị Linh chỉ chỉ có mắc phải cái buồn này trong vòng có 5 năm thôi quý vị Sau đó thì chị đã được tìm được cái niềm vui đó là bây giờ dù sao cũng cũng vẫn là con dâu trong gia đình đó Vẫn có bà mẹ chồng very good như bà già chồng bây giờ Nhưng mà chị Linh bây giờ còn sướng hơn là lấy được cái cậu em chồng đúng nghĩa Cậu em chồng đúng tâm lý và đúng là ok luôn thương con chị nữa Thì bây giờ nếu vậy là ngon lành tại vì sao chắc chắn cậu em chồng này bây giờ là thành là chồng chị linh á thì nó cũng hợp lý nó hợp lý ở chỗ vậy là tại vì cậu này á là là chú của hai đứa nhỏ đúng không hồi đầu là chú nhưng mà bây giờ làm ba thì chắc chắn là chú thương con cũng như ba vậy thôi thì uh, chắc chắn là không có cái vụ mà cha cha dượng rồi cha ghẻ rồi đối xử con cái bạc đãi thì chị linh có cáp vô cái cậu em trai này thì nó cũng là cái gì hạnh phúc lứa đôi rồi hai đứa nhỏ nói chung nói nào ngay vô tình hai đứa nhỏ nó có được hai người cha luôn mà hai người cha này là anh em nhau là hai đứa nhỏ này nó lời quý vị thấy, <laughs> quý vị thấy nó, nó nó hay không thì mình nói nó mình nói vui thôi quý vị ơi chứ nếu mà nếu mà nói vui vui thôi quý vị đừng có la nếu mời nha nhiều khi nhiều khi cái đó là cá nhân nếu mà suy nghĩ suy nghĩ vậy thôi mình tại vì nếu mà quen suy nghĩ tích cực rồi thì nếu mà thấy cái chuyện đó nó bình thường nó cũng ok nó cũng vui vẻ quan hỷ còn riêng anh chị nào mà mình có cái suy nghĩ gì đó mà nó hơi gọi là cực đoan nó có hơi mà tiêu cực á thì anh chị mình có ném đá thì hú nêu mời một cái để nêu mời biết nêu mời mặc áo giáp còn không á là nêu mười uh, lấy sẵn xô chậu để để nêu mười hứng đá hứng gạch nha chứ giờ khổ tâm quá tết nhất giờ này còn xây nhà xây cửa gì đâu mà ném đá ném gạch quý vị ơi thì thưa quý vị là cái câu chuyện thì tới đây là coi như cái kết thôi kết thúc nữa cũng có hậu đó đó nói tới đây là cũng có hậu thì năm nay là coi như năm nay là chị linh cúng uh, cúng được cái mâm là cầu dừa đủ sung nè tại vì năm nay là cái ông em chồng này là ổng đâu có bị cái vấn đề gây đâu là phải cúng cái câu là cầu dừa đủ sung chứ hôm bữa là cái ông anh chồng là ông kêu ông ông chồng của mình á ông anh á ông anh á là ông kêu là em ơi phải cúng là cầu sung vừa đủ xài mà ông không có sung mà ông đòi cầu sung vừa đủ xài mà bây giờ là tới cậu em chồng là không có bị yếu sinh lý thì bây giờ là năm nay là phải cúng cái cái mâm cúng là phải là cầu cầu vừa đủ sung tại vì nếu mà mình gây, phải phải như vậy quý vị chứ không là, là 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 cậu em chồng này sung lắm tại vì do là cậu em chồng này là đàn ông cứng đàng hoàng à chị Linh bây giờ là coi như là thuộc dạng cũng đói ăn trong cái vấn đề là ân ái ấy ân cũng là đói lâu ngày quý vị. Hai người này đến với nhau là bây giờ là năm nay mình phải cúng là cầu là năm nay là mình phải cúng là cầu vừa đủ sung. Đó là cái nó em theo nêu vừa nghĩ là nó hợp lý luôn đó. Đúng không quý vị? Thì à, thôi mình kể tới đây tôi hạ màn câu chuyện quý vị nha. À, bức Bình Phong bây giờ nó cũng đã được được uh, dán màn bức Bình Phong rồi. À, bây giờ bên kia thì vẫn cứ đấu kiếm gì đó, muốn đấu kiếm đấu gì đó đấu. bên bên đây là bây giờ người ta đã yên phận yên bề gia thất rồi. À, câu chuyện đến đây thì khép lại và xin chào hẹn gặp lại quý vị của chú anh chị trong một video kế tiếp